Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2017 tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia diễn ra lễ khai mạc của Đại hội Thể dục Thể thao khu vực Đông Nam Á SEA Games lần thứ 29. SEA Games hôm nay có sự tham dự của gần 5.000 vận động viên của 11 quốc gia trong khu vực ASEAN tranh tài tại 38 môn thể thao. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với thành phần gần 700 người, trong đó có gần 500 vận động viên do ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn, với mục tiêu là đoạt từ 49 đến 59 tấm huy chương vàng và để giữ vị trí top 3 toàn đoàn. Trong chương trình bình luận SEA Games số 2 ngày hôm nay, chúng tôi cùng với nhà báo Phan Đăng sẽ tiếp tục bình luận chuyên đề về đoàn thể thao Việt Nam, những câu chuyện mới, những câu chuyện cũ, những vấn đề mang tầm chiến lược và cả những chủ đề mà người hâm mộ thể thao quan tâm bình luận rất nhiều trong thời gian vừa qua. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được công bố 3 người chiến thắng trong một cuộc thi gọi là mini game vào ngày hôm qua, số 1. Theo đó, trong hàng trăm bạn trả lời đúng phương án B thì có 3 bạn sau đây trả lời nhanh nhất. Đó là bạn Hiệp Nguyễn, bạn Hoàng Gia và bạn Nam Nguyễn. Nhà tài trợ Bia Hà Nội sẽ sớm chuyển quà là 2 thùng bia đến cho các bạn. Và bây giờ là câu hỏi của ngày hôm nay. Câu hỏi cũng rất là dễ. Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games là đầu tiên vào năm nào? Có 3 phương án trả lời. A là năm 2001, B 2003 và C là năm 2005. Chúng tôi sẽ có đáp án trả lời trong phần cuối của chương trình. Và một lần nữa, cảm ơn nhà tài trợ Bia Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện mini game này. Xin được trở lại với chương trình bình luận SEA Games số 2 ngày hôm nay. Cảm ơn anh Phan Đăng tiếp tục đồng hành với chương trình. Thưa anh Phan Đăng, ngày hôm nay chúng ta lại đoạt thêm một tấm huy chương bạc nữa ở môn marathon vào cuộc thi vào buổi sáng. Đó là tấm huy chương bạc của vận động viên Hoàng Thị Thanh. Tôi biết là anh đã có một số thông tin về tấm huy chương bạc này và nữ vận động viên này. Bởi vì không đơn thuần là chỉ là một tấm huy chương bạc, mà sau tấm huy chương bạc đó là một câu chuyện mà chúng ta hết sức phải lưu tâm. Tôi muốn tiếp cận câu chuyện huy chương bạc của Hoàng Thị Thanh trên hai góc độ. Góc độ đầu tiên là tôi muốn nhìn nhận ở những chỉ số chuyên môn thông thường. Tháng 3 năm nay thì Hoàng Thị Thanh có dự một cái giải marathon Việt Dã báo Tiền Phong. Và cái chỉ số mà chúng tôi ghi nhận được của Hoàng Thị Thanh ở cái giải đó là 2 giờ 45 phút 25 giây. Tại sao tôi lại phải nói rất kỹ về cái chỉ số này? Chị chạy, chị đi marathon và hết 2 giờ 45 phút 25 giây có nghĩa là cái thành tích này tốt hơn so với chiếc huy chương vàng SEA Games 28 cùng nội dung này rất nhiều. Và tất cả những chuyên gia điền kinh Việt Nam đều dự đoán chỉ cần chị giữ đúng cái chỉ số này thì chắc chắn chị sẽ đoạt được huy chương vàng SEA Games ở cái cự ly là 42 km ở marathon. Thì quả như vậy, nếu như sáng nay mà Hoàng Thị Thanh giữ được cái thành tích đó thì chắc chắn là huy chương vàng rồi. Nhưng mà rất tiếc, sáng nay chỉ số của chị Thanh mà chúng tôi lưu lại là 2 giờ 55 phút 43 giây. Tức là chị chậm hơn 10 phút so với chính chị. Và cuối cùng chị đạt được huy chương bạc. Tại sao lại như vậy? Lúc đầu thì chị khởi đầu rất là tốt và luôn luôn có mặt trong top 10 đến 15 người dẫn đầu. Nhưng cái đoạn cuối thì lại để một vận động viên của Philippines bứt lên. Và cuối cùng thì chị giành được huy chương bạc. Cho nên đây là một sự tiếc nuối. Nhìn vào chỉ số thì đây là một sự tiếc nuối. Nhưng mà đằng sau những chỉ số khô khan, đằng sau những các cái thông số mà rất lạnh lùng ấy là một câu chuyện rất con người. Đứng trước ống kính của giới phóng viên ở Malaysia thì Hoàng Thị Thanh có nói rằng thứ nhất là chị bị đau xương khớp, thế cho nên là dạo này cái vận động của chị khó khăn. Thứ hai nữa, có một vấn đề nó hơi tế nhị một chút nhưng rất nhân văn và rất con người mà chúng ta buộc phải đề cập đến. Đó là hôm nay chị lại phải thi đấu vào đúng cái ngày mà gọi là ngày phụ nữ của chị. Tức là đến tháng của chị em. Đến kỳ, người ta gọi thế. Và vì vậy cho nên là không thể đạt được một cái thể trạng tốt nhất. Và cái câu chuyện này là một câu chuyện tôi phải nói là báo chí quốc tế, thể thao quốc tế họ đề cập rất nhiều. Cho nên vì nó rất nhân văn, nó rất con người ạ. Anh nhớ rằng là SEA Games năm 2013 thì chúng ta đã từng bị một cái chuyện tương tự như vậy. Lúc đấy thì chúng ta có một cái vận động viên tên là Đinh Thị Như Quỳnh. Thì chị Quỳnh nữa, chị đang làm một cái đương kim vô địch xe đạp ở nội dung băng đồng 20 km. Và gần như chuyện chị đoạt có huy chương vàng SEA Games là chắc chắn. Và chị đã dẫn đầu cái cuộc đua băng đồng ở Myanmar năm ấy. Nhưng mà đúng đến đoạn cuối thì hụt hơi và lại mất huy chương vàng. Và cuối cùng chỉ giành được huy chương đồng. Vì một lý do tương tự, và anh em đang nói là một lý do tế nhị mà. Cũng là một lý do tế nhị liên quan đến phụ nữ như vậy. Thế thì chúng ta từ cái câu chuyện của Hoàng Thị Thanh, từ cái câu chuyện của Đinh Thị Quỳnh Như thì chúng ta mới trở lại một vấn đề. Đó là những cái nỗi khổ của chị em trong cái ngày thi đấu thể thao
mà lúc đấy mình rơi vào cái chu kỳ của mình. Chắc anh phải kể những câu chuyện nào nó sâu chuỗi một chút, bởi vì đây không phải là vấn đề tế nhị như chúng ta giáo dục giới tính đối với trẻ em, mà đây là câu chuyện rất là nhân văn. Vâng. Tại sao tôi lại phải nói từ hai câu chuyện này, tôi muốn nói thế này này, thế giới họ đề cập đến chuyện này từ lâu rồi. Năm 2015 thì thậm chí BBC, tức là một cái hãng thông tấn rất là lớn, họ làm cả một cái phóng sự về cái vấn đề là các vận động viên nữ phải thi đấu trong cái ngày mà BBC họ nói thẳng đây là ngày đèn đỏ. Thì hôm đấy họ có phỏng vấn một cái vận động viên chạy cự ly trung bình tên là Jessia Zhu. Thì chị này chị có nói thế này, nếu như bình thường thì tôi chạy 3.000 mét ấy, hết có 19 phút. Nếu như bình thường chạy 3.000 mét hết có 19 phút. Nhưng khi đến vào cái chu kỳ của mình thì chạy 3.000 mét lại hết 19 phút, xin lỗi, hết 9 phút 15 giây. Tức là quá 15 giây. Mà anh biết là trong cái cự ly chạy trung bình, người ta hơn thua nhau 1 giây, 1% của giây, 1/10 của giây. Thế mà đây quá so đến 15 giây do phong độ của mình thì thua rồi. Vâng. Và như thế thì người ta mới phỏng vấn, BBC mới phỏng vấn những cái ông bác sĩ thể thao. Thì trong đấy có một vị bác sĩ họ có lý giải thế này. Vào cái thời kỳ đó thì các nữ vận động viên mất sức rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc đấy họ mất một cái cân bằng hormone. Họ mất một cái cân bằng hormone. Và muốn điều chỉnh cái điều này thì ban huấn luyện của các cái vận động viên đó phải cho vận động viên của mình uống nước rất là nhiều trước và sau khi tập luyện. Và trong đó là phải có uống những các cái nước mà nó có cái chất điện phân lớn để đảm bảo chất lỏng nó được hấp thu. Thế thì ý tôi muốn nói ở đây rằng là người ta phải dùng những các cái biện pháp, dùng những các cái biện pháp để người ta hạn chế tối đa những các cái mặt trái của cái vấn đề này. Thì chúng tôi hỏi ra Hoàng Thị Thanh của chúng ta là hôm qua cũng có uống thuốc, nhưng mà nói như ông Dương Đức Thủy, tức là trưởng đoàn điền kinh Việt Nam, trưởng bộ môn điền kinh của Việt Nam, thì ông có nói rằng là uống thuốc nó cũng chỉ đỡ được một phần nào đó thôi. Nhưng mà uống thuốc lại còn dẫn đến một cái tác dụng phụ nữa, và chúng tôi rất lo sợ. Có thể doping đúng không ạ? Đúng rồi. Hôm qua tôi có nói một cái ý là 100% các vận động viên ở SEA Games đoạt huy chương sẽ bị đưa đi thử doping. Thế nếu chúng ta dùng thuốc để chúng ta điều tiết cái chuyện đó, hoặc chúng ta dùng thuốc để chúng ta giảm nguy cơ đến một cái mức tối đa nào đó, mà hôm nay hôm của Thị Thanh ấy mà bị đi thử doping ấy, thì cái nguy cơ dương tính là hoàn toàn có thể. Thế cho nên chúng ta nếu như mà ấy thì chúng ta phải có một cái kế hoạch giải trình rất là kỹ với ban tổ chức. Không thì cẩn thận chứ tình ngay mà lý thì lại rất ra. Vâng, rất cảm ơn anh về câu chuyện đầu tiên. Nó cũng cho tôi rất là nhiều những cái suy nghĩ rất là mới mẻ. Hôm nay chúng ta có một chuyên đề chuyên về đoàn thể thao Việt Nam. Tất cả những câu chuyện đều về đoàn thể thao Việt Nam. Và chúng ta mong rằng đoàn thể thao sẽ thi đấu thành công, gặp nhiều may mắn. Nhưng mà có những câu chuyện nó gọi là cause and effect, tức là từ kết quả cũng phải có lý do nguyên nhân từ đó. Trước khi vào SEA Games này thì chúng ta không thể không nói đến hai câu chuyện mà gây rất nhiều tốn giấy mực của báo chí, sự quan tâm của người hâm mộ trong thời gian vừa qua. Đó là câu chuyện thứ nhất, đó là đoàn thể thao Việt Nam ban đầu định là có 9 ông phó đoàn tham dự. Và cái thứ hai là gần đây thôi, đó là cái chuyện thi 3 chọn 2 để tham dự cự ly bơi 1.500m của Lâm Quang Nhật. Anh hãy bình luận một chút về những cái vấn đề mà gây được rất nhiều cái dư luận quan tâm trong thời gian qua, và chúng ta phải nói cho hết trước khi bước vào một cuộc thi đấu sẽ chính thức diễn ra từ ngày mai. Thứ nhất là chúng ta phải trở lại câu chuyện là 9 với 10 phó đoàn. Thì nhiều tờ báo có phản ánh là tại sao chúng ta nhiều phó đoàn như vậy. Anh biết đấy, ban tổ chức các cuộc thi, ví dụ như ở SEA Games, họ quy định là một trưởng đoàn và hai phó đoàn. Thế thì tại sao chúng ta lại nhiều phó đoàn như vậy? Thì phải thưa với anh Hùng là không phải đến bây giờ. SEA Games 28 chúng ta có bao nhiêu phó đoàn ạ? Ít nhất phải 7 phó đoàn. SEA Games 28 chúng ta có 7 phó đoàn. Mà lượng vận động viên của SEA Games năm nay á là tăng 123 vận động viên so với SEA Games 28. Xin lỗi, lượng thành viên là tăng 123. Lượng vận động viên là tăng 84 vận động viên so với SEA Games 28. Thành viên tăng lên, vận động viên tăng lên thì tăng từ 7 phó đoàn cho đến 9-10 phó đoàn thì rất là hợp logic. Có một cái logic thứ hai nữa là SEA Games 28 rồi những cái SEA Games trước, các vận động viên thì ở trong một cái làng vận động viên cho nên quản lý rất dễ. Nhưng bây giờ lại ở rải rác trong 5 cụm thi đấu khác nhau, ở những cái khách sạn khác nhau, cho nên người ta cũng cần một cái số lượng phó đoàn nhiều hơn. Thì đấy là hai cái logic mà Tổng cục Thể dục Thể thao đưa ra để bảo vệ cho cái quan điểm phó đoàn vì sao nó đông như thế. Thế thì còn những cái người mà người ta không đồng ý cái logic này, người ta đưa ra logic nào? Người ta đưa logic một, hay là bây giờ mấy ông này tận dụng để đi nước ngoài,
đi du lịch chẳng hạn. Tôi không tin. Bởi vì đi nước ngoài bây giờ bảo đi Mỹ, đi Anh, đi Pháp, đi châu Âu gì. Chứ bây giờ các quan chức của chúng ta mà bảo là đi phải đi tận dụng mấy cái vận động viên đoàn để đi Malaysia du lịch thì thời buổi này cái điều đấy nó không có. Nó diễn ra chắc phải từ 20-30 năm trước rồi. Tôi nhớ là sau đó thì có một số phó đoàn mà đã được bổ nhiệm ấy, phản ứng và sau đó là dỗi không tham dự nữa. đấy là câu chuyện thật. Thì cái logic đầu tiên họ nghi ngờ là có thể những cái ông này lợi dụng đi du lịch. Thì tôi bác bỏ ngay. Thế có cái logic thứ hai mà những người phản bác người ta nói đến, người ta bảo là hay là để lấy hầu bao chia tiền thưởng gì đấy. Bởi vì đúng là chức vị nó khác nhau. Vâng. Nhưng mà phải nói thật với anh chứ phó đoàn không có tiền. Các vận động viên một ngày được bao nhiêu đô, hình như được 25 đô thì phải. Thì phó đoàn cũng chỉ chừng ấy đô. Tức là cái số lượng tiền bạc mà họ nhận cũng không nhiều. Như vậy là du lịch không, tiền không. Thế thì rốt cuộc để làm gì, để oai à? Để oai thì đây cũng có thể là một lý do. Nhưng mà thôi thì chúng ta chưa có đủ cứ liệu để chứng minh. Nhưng chúng ta tóm lại cho thấy một cái điều rằng là nếu như chúng ta sống với các phó đoàn, chúng ta sống với các vận động thể thao, chúng ta thấy rằng là thực tế mà nói, những phó đoàn ta đi cũng vất vả lắm. Và cũng không thoải mái, không vui vẻ gì. Quản lý vận động viên ấy là hàng trăm con người như thế là cả một câu chuyện lớn. Đấy, thế thì đấy cho nên là mỗi bên đều có những cái lý của mình. Nhưng mà cuối cùng thì Bộ trưởng vào cuộc. Thì Bộ trưởng có nói một cái ý là thôi, bây giờ không nói là bên nào lý nữa. Mà Bộ trưởng lấy ra một cái tiêu chuẩn là chuẩn SEA Games thế nào, thì ta chuẩn theo các giải đấu thế nào, thì ta theo như thế. Thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cách nhìn thôi thì nó cũng hợp lý. Là từ nay trở đi, chúng ta định tiến đến những cái mức chuẩn về thành viên tham dự, về trưởng đoàn tham dự, về phó đoàn tham dự, không chỉ của SEA Games đâu, của cả Olympic, của cả ASEAN. Và từ bây giờ nó có một cái chuẩn thì thôi, những tranh cãi từ bây giờ khép lại và cứ chuẩn mà làm. Thực ra những cái vấn đề về xã hội là tranh cãi không bao giờ chấm dứt, các quan điểm không bao giờ một cách rạch ròi như cái môn khoa học tự nhiên, đúng không anh? Có một vấn đề nữa, tại bởi vì là khi mà Bộ trưởng rồi là ngành thể thao có những nói chữa cháy thì không phải, nhưng mà theo một cái chuẩn có sự chỉ đạo như thế thì tôi mới thấy rằng là ngành thể thao rất biết lắng nghe những cái phản biện của dư luận. Nó không chỉ thể hiện ở câu chuyện 9 phó đoàn và về sau trở thành 2 phó đoàn, mà gần đây thì có một cuộc thi giữa 3 chọn 2 trong cái nội dung bơi 1500m như vậy và Lâm Quang Nhật. Thế thì phải chăng là ngành thể thao cũng đã biết nhìn nhận ra những cái mà phản ứng của dư luận, mới biết nghe theo những cái gì là đúng là sai để sửa sai vào phút cuối khi mà cái vận động viên mà đang đương kim vô địch SEA Games vẫn được giành quyền để tham dự nội dung như vậy. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh Hùng trên hai ý. Ý thứ nhất là góc độ lý luận, là mối quan hệ giữa truyền thông và các quan chức thể thao. Tôi cho rằng nếu như các quan chức thể thao lắng nghe truyền thông một cách hợp lý thì hoàn toàn hoan nghênh, tốt. Nhưng mà bị động mà phải chạy theo truyền thông ấy, vì truyền thông chúng ta nói gì thì nói, chứ có những cái lúc mà truyền thông cũng sẽ có những vấn đề bị đẩy lên hơi quá chứ. Thế mà những cái lãnh đạo ngành thể thao mà không có bản lĩnh mà lại quá bị động chạy theo dư luận thì lại có những cái tác dụng ngược. Đúng vậy. Thì đây là một cái vấn đề về lý luận chúng ta phải giải quyết, giữa việc lắng nghe truyền thông dư luận với việc chạy theo truyền thông dư luận là hai câu chuyện khác nhau. Nếu như chúng ta có bản lĩnh, nếu chúng ta có một nội lực đúng, nếu chúng ta có một quyết sách đúng, có một chiến lược đúng, thì chúng ta có quyền bảo vệ cái đúng đến cùng. Và chúng ta phải dám bảo vệ đấy thì chúng ta mới là những người có tầm vóc. Thế còn nếu chúng ta mà thấy người ta nói bốn cũng nói tư cũng gật, thì đôi khi lại dở. Thế thành thử ra đây là một cái câu chuyện rất tế nhị, góc độ lý luận và phải giải quyết một cách triệt để. Thì thôi, đấy là chuyện của những lãnh đạo ngành thể thao. Mà tôi nghĩ rằng là qua những lùm xùm vừa rồi thì lãnh đạo ngành thể thao họ rút ra cái bài học này hơn bao giờ hết. Nếu lắng nghe truyền thông thì lắng nghe theo mức độ nào? Nếu bảo vệ chính kiến của mình thì bảo vệ như thế nào? Và tôi tin rằng vấn đề này sẽ được rút ra những bài học rất là quan trọng. Thứ hai là bây giờ tôi trả lời cái ý thực tế mà anh Hùng đặt ra là Lâm Quang Nhật. Câu chuyện có gì đâu. Tóm lại là trước khi đi SEA Games một thời gian rất là ngắn thì đội tuyển bơi lội Việt Nam do huấn luyện trưởng Đặng Anh Tuấn đề nghị là phải có một cuộc thi giữa 3 vận động viên. Đó là ai ạ? Đó là Lâm Quang Nhật. Đó là ai ạ? Đó là Nguyễn Hữu Kim Sơn. Đó là ai ạ? Đó là Nguyễn Huy Hoàng. Bởi vì cái nội dung 1500m bơi của Nam ấy thì người ta chỉ cho 2 vận động viên đăng ký thôi. Mà anh Đặng Anh Tuấn bảo là bây chúng ta lại có 3 vận động viên giỏi ở cái nội dung này, cho nên 3 người này thi với nhau để mà loại 1 chọn 2. Nhìn ở góc độ chỉ số như vậy
thì tôi cho rằng cuộc thi này là hợp lý. Bởi vì người ta chỉ cho 2 mà mình có 3 thì phải loại 1 chứ. Thì đấy là nhìn ở góc độ hình thức và chỉ số. Nhưng thực tế thì nó không hợp lý. Nó không hợp lý ở cái chỗ là thế này này. Cái cớ mà anh Đặng Anh Tuấn anh ấy nói là để cho Huy Hoàng, để cho Kim Sơn thi đấu là vì vừa rồi ở giải quốc gia và ở giải thế giới thì hai vận động viên này có thành tích trội hơn Lâm Quang Nhật. Nhưng mà ở giải thế giới thì Lâm Quang Nhật không thi. Thời gian vừa rồi Lâm Quang Nhật nghỉ thi đấu để đi tập huấn ở Côn Minh, Trung Quốc để chuẩn bị tối đa cái điểm rơi cho SEA Games. Vấn đề là điểm rơi. Điểm rơi. Thế cho nên là một cái vận động viên á, người ta chuẩn bị cho cái điểm rơi ở SEA Games thì có nghĩa là giai đoạn tiền SEA Games điểm rơi người ta không tốt. Mà lại bắt người ta thi đấu ở cái giai đoạn tiền SEA Games như vậy với hai vận động viên đang có điểm rơi tốt ở thời điểm ấy. Thì đấy lại là một câu chuyện tạo ra độ vênh. Nhiều người nói với tôi là Singapore có vận động viên bơi lội, ở Úc, Australia có vận động viên bơi lội. Họ cũng thi đấu loại với nhau để chọn, thế tại sao mình không nhỉ? Xin thưa, ở Sing, ở Úc, các vận động viên đấu trong bối cảnh là tất cả đang cùng một vạch xuất phát. Tất cả đang cùng một điểm rơi. Đúng rồi. Chứ không phải là những người ở những điểm rơi khác nhau. Cho nên là câu chuyện này lúc đấy là bị phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà rất may là sau khi dư luận phản ứng mạnh thì Tổng cục đã vào cuộc. Và cuối cùng thì Lâm Quang Nhật đương kim vô địch SEA Games 2 lần liên tiếp đã được chọn để dự cự ly sở trường của mình là 1.500m. Và tôi nghĩ rằng đấy là một chọn lựa có hậu. Đấy là một kết quả có hậu. Và hy vọng là thôi, mai ngày kia thì tôi Lâm Quang Nhật quên đi tất cả những các cái lùm xùm đã qua. Tôi có chat với em ấy ở trên Facebook. Thì tôi cũng hiểu là lúc mà diễn ra câu chuyện này á, tâm trạng em ấy, tâm lý em ấy cũng bị ảnh hưởng lắm. Nhưng mà tôi hy vọng là thôi thì mấy hôm nữa em ấy quên đi tất cả. Và hôm nay chúng ta nói, chúng ta cũng sẽ là những cái người cuối cùng nói đến chuyện nói này, về chủ đề này, để em ấy toàn tâm toàn ý cho cái cự ly 1.500m của mình. Và tôi xin nói với anh Hùng, nếu như Lâm Quang Nhật đạt được huy chương vàng 1.500m của kỳ SEA Games này thì em mới lập hat-trick 3 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng SEA Games ở cái cự ly sở trường của mình. Vâng, tôi hy vọng là đây cũng là những cái bình luận cuối cùng về chủ đề này, để thực sự là tôi rất mong muốn là đoàn thể thao Việt Nam sẽ nhận được những thông tin rất là tích cực, những điều tốt đẹp, tập trung toàn bộ cho cuộc thi đấu bắt đầu từ ngày mai. Và thưa quý vị, phần tiếp theo chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn về thành tích và quá trình tham dự đoàn thể thao Việt Nam. Nhưng trước hết chúng ta hãy xem về cái quá trình tham dự SEA Games trong lịch sử SEA Games từ trước đến nay. Đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu tham dự kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần đầu tiên vào năm 1959, khi đó còn được gọi với cái tên là Đại hội thể thao bán đảo Đông Nam Á. Tuy nhiên do chiến tranh, đoàn thể thao Việt Nam chỉ tham dự đến kỳ đại hội thứ 7, đó là vào năm 1973, trước khi tái hòa nhập ở SEA Games 15 vào năm 1989. Đến năm 2003, ở kỳ SEA Games lần thứ 22, Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước chủ nhà để đăng cai đại hội. Đây cũng là kỳ đại hội đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn về số lượng huy chương. Cũng từ SEA Games 22 tới nay, đoàn thể thao Việt Nam luôn đứng trong top 3 ở mỗi kỳ đại hội. Trong tổng cộng 21 kỳ đại hội thể thao đã tham dự, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 2.330 huy chương các loại, trong đó có 772 huy chương vàng, 729 huy chương bạc và 829 huy chương đồng. Các môn thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam là bơi lội, điền kinh, taekwondo hay bắn súng. Ở môn bơi lội, kinh ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là niềm hy vọng vàng. Khi tính đến thời điểm hiện tại, cô gái sinh năm 1996 đã có được tổng cộng 11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong 3 kỳ SEA Games đã tham dự. Ngoài ra, Ánh Viên cũng đi vào lịch sử của giải đấu khi là vận động viên có được nhiều huy chương vàng cá nhân nhất ở một kỳ đại hội. Vũ Thị Hương có thể coi là tượng đài ở môn điền kinh khi cô đã giành được tổng cộng 7 huy chương vàng và 3 huy chương bạc trong 4 kỳ SEA Games cô đã tham dự. Tại SEA Games năm nay, gương mặt được kỳ vọng sẽ thay thế xứng đáng cho Vũ Thị Hương ở đường chạy 100 và 200m, đó là nhà vô địch trẻ châu Á Lê Tú Trinh. Ở môn taekwondo, khó ai có thể vượt qua được thành tích 5 lần liên tiếp vô địch SEA Games mà độc cô cậu bạn Nguyễn Văn Hùng đã đạt được trong quá khứ. Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh cũng là một gương mặt nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam ở bộ môn bắn súng. Khi anh đã giành được tổng cộng 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng trong 5 kỳ SEA Games mà anh đã từng tham dự. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình bình luận SEA Games số 2 của chúng tôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi với anh Phan Đăng vẫn tiếp tục. Thưa anh, là chúng ta vừa xem một cái clip ngắn infographic để giới thiệu những gương mặt tiêu biểu và cái quá trình sơ lược chúng ta tham dự kỳ SEA Games. Chúng ta thấy rằng một cái sự phát triển mạnh mẽ của thể thao Việt Nam nhìn trên bảng tổng sắp. Bắt đầu tôi nhớ là chính SEA Games tại Malaysia, cách đây 16 năm tôi có mặt tại Malaysia, thì lần đầu tiên chúng ta vào top 4 và sau đó chúng ta cứ ổn định vị trí top 3.
Và trong những gương mặt vừa rồi chúng ta thấy nào là ánh viên, nào là bắn súng, nào là bơi lội, nào là điền kinh thì là những gương mặt khẳng định rất là mạnh mẽ trong các nội dung của Olympic, và đấy là điều thực sự chúng ta rất mừng. Nhưng trong quá trình đấy để có những số huy chương để vào trong cái top 3, top 4 toàn đoàn thì chúng ta không thể không nhắc đến những cái môn pentaxilat, những môn không phải là quá thiên về Olympic. Thì chúng ta hãy nói gì về giai đoạn đấy với một cái chiến lược rất là nổi tiếng của Hoàng Vĩnh Giang, đó là đi tắt đón đầu. Trước hết thì tôi kể một cái kỷ niệm mà nhiều người của đoàn thể thao Việt Nam đến bây giờ vẫn còn hay ôn cố tri tân. Cái SEA Games năm 1993 tại Singapore ấy, đấy là cái SEA Games mà chúng ta thậm chí nhá, phải cạnh tranh vị trí thứ 6 với Myanmar. Anh thấy có cái cung kinh khủng không? Bây giờ chúng ta nói thứ 6 chúng ta không cần nghĩ đến nữa. Chúng ta toàn trong 1, 2, 3, thậm chí thôi thì năm nay có khi là không được 3 thì cũng được 4. Chứ chưa hồi chúng ta nghĩ đến thứ 6. Nhưng mà năm 93 thì chúng ta thậm chí còn phải cạnh tranh vị trí thứ 6 với Myanmar. Thì nó có một câu chuyện thế này này. Cái ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games ấy, số lượng huy chương vàng của mình và Myanmar bằng nhau, nhưng mà mình lại hơn bạn huy chương bạc. Nhưng mà nó lại nguy hiểm ở chỗ là năm đó thì bạn lại còn một trận chung kết bóng đá với Thái Lan, mà đội tuyển Myanmar những cái năm 93 anh nhớ rằng là Thái Lan phải sợ. Thế cho nên là nếu như trận chung kết đấy mà đội tuyển bóng đá Myanmar mà thắng Thái Lan để giật huy chương vàng thì phút cuối bạn sẽ vọt lên thứ 6 và bạn thắng ta trong đường tơ kẽ tóc. Cho nên có một kỷ niệm rất đặc biệt là cái trận chung kết ấy, ông Đoàn Hao, tức là trưởng đoàn thể thao Việt Nam năm đó, cùng với rất nhiều lãnh đạo Việt Nam ngồi ở cái sân vận động bóng đá và cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan cứ như là mình đang là những ủng hộ viên của Thái Lan. Bây giờ chúng ta đang nói đến cái chuyện là làm sao được thắng Thái, nhưng mà đã có thời mà chúng ta phải cầu mong Thái thắng và chúng ta đã làm tất cả để cổ vũ cho Thái thắng, thì may quá cuối cùng phút cuối Thái thắng và thắng Myanmar cũng rất nghẹt thở của cái trận chung kết bóng đá năm 1993 ấy. Và cuối cùng lần đầu tiên trong lịch sử từ năm 91 khi chúng ta quay 89 khi chúng ta quay lại, chúng ta mới giành được vị trí thứ 6. Anh thấy không? 1993 cạnh tranh đến cùng để giành vị trí thứ 6. 2001 mà cái SEA Games anh đi á lên vị trí thứ 4, và đến 2003 trên sân nhà với 158 chiếc huy chương vàng thì chúng ta trở thành vị trí số 1. Và từ đấy đến bây giờ luôn luôn ổn định trong top 3. Thì toàn bộ những cái đó, tại sao có một cái bước nhảy vọt 6, 4 và 1, 2, 3 như vậy? Vì một chính sách đi tắt đón đầu. Chúng ta, cái chính sách này có lẽ là cái cha đẻ của cái tư tưởng này là ông Hoàng Vĩnh Giang, giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội thời kỳ đó. Và sau này thì lên Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam và rất nhiều lần là trưởng đoàn Việt Nam ở các kỳ SEA Games. Ông Giang có một suy nghĩ thế này này, nếu phải cạnh tranh các môn cơ bản khó quá, thôi thì chúng ta gửi một số những cái vận động viên nó đi sang bên một số những cái trung tâm tập huấn, chẳng hạn như ở Trung Quốc, chẳng hạn như ở Indo vân vân, để chúng ta tấn công vào những cái môn mà một số nước họ không quá quan tâm. Đấy, nhưng mà mình thì quan tâm và mình đào tạo vận động viên thật tốt ở những môn đó để mang về huy chương càng nhiều càng tốt. Thế thì tôi cho rằng là ở một cái giai đoạn chập chững phát triển, khi mà chúng ta cần thành tích cũng quan trọng chứ, vì thành tích là cú hích cho những sự phát triển, thì cái triết lý đi tắt đón đầu là một triết lý hợp lý. Vì vậy cho ông Giang mới được phong anh hùng lao động, chứ nếu như không thì người ta không phong ông là anh hùng lao động. Anh có đồng tình là trong cái giai đoạn đó chúng ta cần phải đi tắt đón đầu không? Vâng, tôi cũng thấy đấy là giai đoạn đúng, bởi vì có những chính sách đúng trong một thời điểm, nhưng cho đến thời điểm này thì sau rất nhiều sự phát triển thì các môn thể thao cơ bản của chúng ta cũng đã rất là vững chắc, và các gương mặt như là Hoàng Xuân Vinh rồi là Vũ Thị Hương như chúng ta vừa thấy, ánh viên là những cái niềm tự hào của chúng ta ở những môn cơ bản. Và bản thân tại SEA Games cách đây 2 năm thì những môn thể thao cơ bản đã mang lại số phần trăm huy chương chúng ta rất nhiều. Vậy thì theo anh, trong bối cảnh hiện nay, anh bình luận như thế nào về cái hướng đi của chúng ta, một hướng đi mà tất cả đều đồng tình là chính xác, rằng là chúng ta sẽ top 3 hoặc là thậm chí top 4 cũng được, nhưng bằng các môn Olympic chứ không phải những môn đi tắt đón đầu như chúng ta đã vừa đề cập. Khi mà chúng ta còn đói chúng ta cần nước uống, khi mà chúng ta còn khát chúng ta cần nước uống, và đói thì cần cơm ăn. Nhưng khi chúng ta không khát không đói nữa thì chúng ta cần dinh dưỡng để trở thành một con người vạm vỡ. Cái đi tắt đón đầu ấy, nó giống như một cái thể trạng của những cái người lúc đang đói đang khát. Thế còn lúc mà ăn no rồi, mặc ấm rồi thì cần một cái dinh dưỡng nó vạm vỡ. Thì thể thao cũng vậy. Và những cái môn Olympic nó giống như cái dinh dưỡng ấy. Thì
thì phải sau cái SEA Games 22 đó chúng ta đã dần dần chuyển hướng, chúng ta không còn đi tắt đón đầu nữa mà chúng ta tập trung vào những môn Olympic như điền kinh, như bơi lội, như bắn súng, như bóng đá, vân vân. Và đây tôi chỉ ra một cái chỉ số để anh thấy rằng là thành tích các môn Olympic của chúng ta qua các kỳ SEA Games gần đây cũng không ngừng được cải thiện đâu. Cụ thể là SEA Games năm 27, SEA Games 27, các môn Olympic của chúng ta mang về 47 huy chương vàng. Các môn Olympic nhé, và đạt tỷ lệ là 64% so với cái tổng huy chương vàng ở SEA Games 27 mà chúng ta có được. Đến SEA Games 28 thì các môn Olympic của chúng ta mang về đến 64 huy chương vàng và đạt tỷ lệ 88% số huy chương vàng của chúng ta có được ở SEA Games 28. Như vậy anh thấy là từ SEA Games 27 đến SEA Games 28, thành tích các môn Olympic của chúng ta ấy tăng lên. Cụ thể này, điền kinh mang về 11 huy chương vàng. Anh thấy điền kinh nữ hoàng có 11 cái vàng. Bơi lội 10 cái vàng. Trong đó cô ánh viên xinh đẹp của chúng ta, mình cô 8 cái. Đấy. Thể dục dụng cụ 9 vàng. Đấu kiếm 8 vàng. Đấy. Bên cạnh đó còn có vàng của bắn súng, của rowing, của taekwondo, của quyền anh. Toàn những môn Olympic cơ bản. Môn Olympic cơ bản. Và vì thế năm nay chúng ta càng phải tấn công vào Olympic. Vì chúng ta có những cái vận động viên được đầu tư trọng điểm. Ví dụ như ánh viên đầu tư trọng điểm. Không chỉ để dành cho đoạt SEA Games đâu, mà để cho ASEAN, để cho Olympic. Vì vậy năm nay chúng ta phải tấn công vào Olympic là hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn chính xác. Vâng, để ngắt lời anh thì sau đây chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta hãy xem về không khí của đoàn thể thao Việt Nam trước giờ bước vào thi đấu chính thức. Ngày hôm nay 19 tháng 8, những đội tuyển cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 cũng đã lên đường sang Malaysia hội quân cùng với toàn đoàn để kịp tham dự buổi lễ khai mạc. Trước buổi lễ quan trọng này, trong buổi sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến hỏi thăm, động viên và chỉ đạo đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games năm nay. Sự chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu chính là những yêu cầu được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đặt ra cho các huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam trên con đường chinh phục những tấm huy chương vàng tại SEA Games 29. Tôi nghĩ rằng là rất là kỳ vọng nhưng không gây bất cứ áp lực nào hôm nay, không gây bất cứ áp lực nào. Chúng ta cứ hết mình. Còn đạt kết quả ngang đầu thì còn phụ thuộc vào cả đối phương. Tôi xin đề nghị hôm nay rất đoàn kết. Tất cả đều cùng một ý chí, đúng không? Cùng một mục tiêu, cùng một ý chí vì sự thắng lợi, vì vinh quang của đất nước. Tại SEA Games năm nay, người được vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An. Với thể hình lý tưởng, gương mặt sáng giá, cùng với thành tích rất đáng tự hào, Vũ Thành An đã được lãnh đạo ngành thể thao lựa chọn là vận động viên đi đầu đoàn thể thao Việt Nam trong buổi lễ khai mạc Đại hội Thể thao khu vực năm nay. Vận động viên Vũ Thành An là vận động viên trọng điểm của thể thao Việt Nam. Ngoài hình thức của vận động viên thì vận động viên còn phải có một cái thành tích xuất sắc đối với lại thể thao Việt Nam. Và vận động viên Vũ Thành An môn đấu kiếm thì cũng đã từng giành nhiều thành tích tại các cái đại hội, tại các cái giải thể thao của thế giới, châu lục và cũng như là SEA Games. Cũng như là cảm xúc mà lần đầu mình nghe được được cầm cờ cho Olympic, đấy là một cái trọng trách rất là lớn và một cái nhiệm vụ mình nghĩ là phải làm một cái gì đấy để cho xứng đáng với cái sự tin tưởng của lãnh đạo đã giao cho. Cùng với Thành An, hàng trăm vận động viên khác của đoàn thể thao Việt Nam lúc này cũng đang rất phấn chấn, háo hức, xen lẫn với niềm tự hào và quyết tâm thi đấu hết mình vì một kỳ SEA Games thành công cho Việt Nam. Đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng của em, thì ngoài cố gắng giành tấm huy chương vàng thì em sẽ cố gắng có thể vượt qua thành tích bản thân mình và cố gắng có thể phá được kỷ lục SEA Games. Mỗi lần đều khác một chút, thực sự em lần này cũng rất hào hứng, mong muốn đến Malaysia thể hiện những cái bài thi của mình cho bạn bè quốc tế xem. Chúng ta vừa theo dõi một phóng sự do phóng viên của truyền hình CAP Việt Nam thực hiện tại Malaysia và chúng ta thấy được cái không khí háo hức, quyết tâm cao của đoàn thể thao Việt Nam trước giờ thi đấu chính thức. Phóng sự này thực hiện trước khi diễn ra lễ khai mạc SEA Games diễn ra vào tối ngày hôm nay. Thưa Phan Đăng, trong bài phát biểu của mình thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cũng đã căn dặn vận động viên thi đấu vì một cờ sắc áo. Và một cái ý nữa các bạn không trích ở đây đó là mỗi vận động viên là một cái đại sứ về ngoại giao. Đấy là những cái điều rất là tốt đẹp mà thể thao chúng ta mang lại. Mục tiêu của chúng ta là top 3. Nhưng chúng ta cũng trao đổi với nhau, có thể là
thể vị trí xuống top 4, miễn là chúng ta sẽ đạt được những cái thành tích rất cao trong môn thể thao Olympic và chúng ta tấn công vào đấu trường cao hơn là Olympic và ASEAN. Và đặc biệt chúng ta cũng nói với nhau rằng là tập trung cố gắng lấy huy chương vàng môn bóng đá. Vâng, vậy thì trong cái nhiệm vụ bảo vệ top 3 như chúng ta đã đặt mục tiêu thì theo anh đối thủ chúng ta là ai và chúng ta sẽ tập trung như thế nào? Năm nay mà để top 3 đấy là khó. Bởi vì sao? Một loạt những cái môn nội dung thế mạnh của chúng ta, ví dụ như vật, ví dụ như canoeing, như cửng tạ nữ, vân vân là không được đưa vào nội dung thi đấu của chủ nhà Malaysia. Và người ta tính sơ sơ là với những các cái môn đó chúng ta mất trắng 20 huy chương vàng. Ta chưa thi đấu cho mất khoảng 20 huy chương vàng rồi. Thế cho nên là bây giờ mà muốn vị trí top 3 là rất khó. Người ta dự đoán thế này, Thái Lan, Malaysia thì nhiều khả năng là giành hai vị trí đầu. Như vậy top 3 gồm có hai đoàn sẽ cạnh tranh dữ dội với nhau là đoàn Việt Nam và Indonesia. Thì Indonesia sẽ là đối thủ chính của chúng ta. Nhưng ở đây cái quan tâm riêng của tôi thì tôi nói thật với cá nhân tôi, mà có lẽ là với cả anh Hùng và nhiều phóng viên khác thôi. Thật ra cái chuyện top 3, top 4, thậm chí top 5 bây giờ nó cũng không phải là cái gì ghê gớm cả. Miễn sao là những cái môn Olympic của mình ấy, mình vọt lên trên thì đấy là cái thành công. Hôm nay chúng ta đấu với Indonesia, kết thúc SEA Games, thậm chí chúng ta có thể đứng dưới Indonesia, chúng ta đứng thứ 4, thứ 5 cũng được. Nhưng các môn Olympic của mình hơn Indonesia thì đấy là một hạnh phúc chứ. Mấy SEA Games trước, khi mà chúng ta đứng ở top 3 SEA Games, nhưng mà phải nói thật là nhiều môn Olympic của chúng ta ấy, nếu như tính huy chương Olympic không thôi, chúng ta còn thua những cái đoàn đứng thứ 4, thứ 5. Đặc biệt là điền kinh và nhất là bơi lội. Điền kinh, bơi lội chúng ta thì may được 1-2 tấm huy chương vàng. Thế cho nên rằng là đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là top 3, top 4, top 5 là một cái gì nói cho vui vẻ thôi. Vì bản chất SEA Games là game, là vui. Thế còn quan trọng là hãy nhìn vào những môn chính, môn Olympic. Và nếu những môn chúng ta sáng thì chúng ta sẽ có một SEA Games thật sự thành công. Vâng, chúng tôi cũng mong muốn là như vậy. Và thay mặt cho những người làm chương trình, tôi và anh Phan Đăng rồi tất cả những người hâm mộ đều chúc cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu thành công, mang vinh quang về cho Tổ quốc vì danh dự của thể thao chân chính và cao thượng. Thưa quý vị và các bạn, trước khi kết thúc chương trình bình luận SEA Games số 2 ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã tương tác với chúng tôi qua mạng OnSport tham gia chương trình này. Và trong phần đầu của chương trình, chúng tôi có hỏi quý vị và các bạn trong một cái mini game là Việt Nam chúng ta tổ chức SEA Games lần đầu tiên vào năm nào, và câu trả lời đúng là đáp án B, năm 2003. Năm này đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta đã xếp vị trí số 1 với 158 tấm huy chương vàng. Ban tổ chức là nhà tài trợ Bia Hà Nội sẽ liên hệ và trao thưởng cho người chiến thắng sẽ được chúng tôi công bố vào ngày mai. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình bình luận SEA Games số 2 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn nhà tài trợ Bia Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.